Chào bạn. Nếu bạn là người yêu không gian đẹp, yêu cuộc sống thanh bình, thư thái, thì đây có thể là niềm vui của bạn. Hãy xem video và cùng giao lưu học hỏi bạn nhé. Chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của bạn. Rồi, ok, không làm mất thì giờ của bạn nữa. Trước tiên, những cabin mộc mạc ẩn mình bên dốc nhẹ, nằm bên bờ hồ trong vùng Địa Trung Hải, đưa ta vào một thế giới của sự thanh bình và thư thái. Ánh nắng mặt trời mềm mại từ những bức tường gỗ nhẹ nhàng chiếu sáng lên, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Cánh cửa mở ra, cho phép gió nhẹ từ hồ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ và cây cỏ xung quanh. Tiếng chim hót líu lo từ những cây cối xanh mướt tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên, đưa lòng người vào trạng thái thư giãn tột độ. Từ cabin, tầm nhìn mở ra với khung cảnh hùng vĩ của dãy núi xanh ngắt, hòa quyện với sắc xanh bát ngát của hồ nước trong. Ánh nắng chói chang của bình minh hay hoàng hôn tạo ra những bức tranh sống động làm say đắm lòng người. Cuộc sống ở những cabin này đơn giản nhưng đầy đủ. Người ta có thể thư thái với một cuốn sách hoặc ngồi nhâm nhi cà phê trên bến hồ, ngắm nhìn bình minh hoặc hoàng hôn rực rỡ. Mỗi khoảnh khắc đều là một khoảnh khắc trọn vẹn của hạnh phúc và thanh bình. Ngoài ra, đây còn là nơi để cho những thanh thiếu niên live chụp ảnh, những cặp tình nhân hàn huyên tâm sự. Chào bạn. Nếu bạn là người đam mê không gian đẹp thì đây có thể là niềm vui của bạn. Hãy xem video để cùng nhau giao lưu học hỏi bạn nhé. Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Rồi ok, không làm mất thời giờ của bạn nữa. Trước tiên, phong cảnh sân vườn mang một ý nghĩa của sự yên bình, tĩnh lặng và sự kết nối với thiên nhiên. Nó thường tạo ra một không gian thư giãn, là nơi để trốn tránh khỏi cuộc sống hối hả, bon chen, giúp tinh thần được thư giãn và làm mới lại. Đồng thời, phong cảnh sân vườn còn thể hiện sự sáng tạo và cảm xúc của người thiết kế qua việc sắp xếp cây cỏ, hoa lá và các yếu tố kiến trúc để tạo ra một không gian đẹp mắt và thú vị. Ngoài ra, phong cảnh sân vườn không chỉ mang ý nghĩa của sự thư giãn và kết nối với thiên nhiên, mà còn trở thành một điểm đến lý tưởng cho việc chụp ảnh và live stream của các cô gái, thanh thiếu niên cũng như các cặp tình nhân lãng mạn. Nó cung cấp một bối cảnh đẹp mắt và tự nhiên, tạo điều kiện tốt để tạo ra những bức ảnh đẹp và nội dung trực tiếp thu hút sự chú ý từ khán giả. Biệt, sân vườn thường được trang trí đa dạng với cây cỏ, hoa lá và các phụ kiện trang trí, tạo nên không gian đa dạng và phong phú cho việc sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ trong việc chụp ảnh và live stream. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.